Chào các em, video này chúng ta sẽ tiếp tục với bài tính nguyên hàm. Chúng ta sang bài số 3. Bài 3. Chúng ta vẫn tính nguyên hàm của các cái hàm số sau. Hàm số thứ nhất là fx của chúng ta bằng 1 chia sin bình phương x nhân với cos bình phương x. Thì với hàm này, các em chú ý đây vẫn là thuộc loại hàm lượng giác. Và do nó là hàm lượng giác cho nên chúng ta sẽ phải nghĩ tới bảng nguyên hàm của hàm lượng giác. Thì mẫu của chúng ta là hàm lượng giác ở dạng bậc 2. Vì vậy chúng ta sẽ nghĩ tới cái dạng hàm lượng giác là sin bình. Nguyên hàm của 1 trên sin bình thì sẽ bằng là trừ cotang. Nguyên hàm của 1 chia cos bình phương x thì sẽ bằng là tan x. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là mẫu của chúng ta ở dạng sin bình nhân cos bình chứ chưa ở dạng là sin bình cos bình. Vì vậy chúng ta sẽ phải cần biến đổi tiếp mẫu. Thì giao mẫu chúng ta thấy rằng ta sẽ có cái dạng đó là sin x nhân cos x. Theo công thức lượng giác thì sẽ được tính bằng là sin 2x chia 2. Chú ý ở đây là chúng ta có góc là x, nhưng sang bên đây góc của chúng ta đã là góc nhân đôi, là 2x. Vì vậy, lúc này fx chúng ta sẽ có thể viết thành 1 chia cho sin x nhân cos x, tất cả bình phương. Và khi đó chúng ta sẽ tính ra bằng là 1 chia cho sin 2x chia 2, tất cả bình phương. Và đến đây thì chúng ta sẽ sử dụng tính chất của lũy thừa để chúng ta sẽ khai triển. Sin 2x chia 2 bình phương thì chúng ta sẽ viết thành là sin bình phương của 2x chia cho 2 bình phương. Mà 2 bình phương chính là bằng 4. Ta lấy 1 chia cho. Có nghĩa là lúc này ta sẽ bằng là 1 nhân với 2 bình phương là 4, tức là nhân 4 chia cho sin bình phương của 2x. Vì vậy kết quả ở đây chúng ta sẽ có được bằng 4 chia cho sin bình phương của 2x. Vậy lúc này chúng ta có nguyên hàm của hàm fx chính là nguyên hàm của hàm số. Do 4 ở đây là hàng số, chúng ta có thể bỏ ra ngoài dấu nguyên hàm. Vì vậy ta có thể viết thành nguyên hàm của hàm 1 chia cho sin bình phương của 2x. Và nguyên hàm của hàm 1 chia sin bình 2x thì chúng ta sử dụng cái tính chất của nguyên hàm. Thì các em chú ý khi chúng ta nói với các cái cung mà không phải là x. Ở đây chúng ta đã mở rộng thành cung là kx. Thì bên này sẽ phải là kx chia cho k. Vì vậy lúc này ở đây chúng ta đang có cung là 2x. Vì vậy chúng ta sẽ áp dụng công thức với số đo cung là 2x. Ta sẽ viết được bằng 4 nhân với trừ cotang của 2x và chia cho 2. Rồi ta cộng thêm với c. Thì ở đây chúng ta có 4 và 2 thì chúng ta hoàn toàn có thể thu gọn lại. Như vậy ta sẽ thu được 4 và rút gọn cho 2. Thì ta sẽ được là 1 và đây là 2. Như vậy kết quả chúng ta có thể thu gọn thêm thành trừ 2 cotang của 2x và chúng ta cộng thêm c. Đây là kết quả cuối cùng. Chúng ta sang câu thứ 2 là câu B. Câu B chúng ta cần tính nguyên hàm của cái hàm sau. Hàm fx bằng 2 sin 3x nhân cos 2x. Các em dừng video lại để chúng ta cùng suy nghĩ. Ở đây chúng ta thấy rằng chúng ta đang xuất hiện một cái công thức lượng giác. Đó là công thức 2 lần sin A cos B. Thì với công thức này chúng ta sẽ phải áp dụng là sin của A cộng B cộng với sin của A trừ B. Thì ở đề bài ở đây chúng ta thấy rằng tương ứng với cái công thức lượng giác này thì chúng ta sẽ có là 3x đóng vai trò chính là số đo cung là A và 2x chính là số đo cung của B. Nói một cách khác là lúc này chúng ta sẽ dùng công thức lượng giác và chúng ta sẽ biến đổi được fx
về dạng là sin của 3x cộng 2x là thành 5x cộng với sin của 3x trừ 2x bằng x. Vì vậy lúc này ta có nguyên hàm của hàm fx sẽ bằng nguyên hàm của hàm sin 5x cộng với nguyên hàm của hàm sin x. Chúng ta đã tách nguyên hàm của hàm fx thành hai nguyên hàm thành phần tại cái vị trí dấu cộng. Và chú ý, chúng ta đã tách thành hai nguyên hàm thành phần. Ở đây chúng ta dùng cái công, ở đây chúng ta sẽ có là nguyên hàm của sin 5x thì chính là bằng trừ cos 5x chia 5 cộng thêm với c. Tức là chúng ta sẽ có là trừ cos của 5x chia 5. Vậy ta có nguyên hàm của sin x thì bằng trừ cos x. Và ta cộng thêm c. Ta sang câu c. Ta có cái hàm fx là e mũ x nhân e mũ x trừ 1. Thì với nguyên hàm của hàm này thì chúng ta sẽ biến đổi về là e mũ x. Ở đây chúng ta lưu ý là chúng ta đang có một cái dạng tích mà trong cái tính chất của nguyên hàm ta không có. Vì vậy ta lấy e mũ x nhân e mũ x, rồi ta lấy e mũ x nhân với âm 1, thì ta sẽ thu được kết quả lúc này sẽ bằng e mũ x mà nhân với e mũ x thì thành e mũ x nhân e mũ x, rồi e mũ x nhân âm 1 thành trừ e mũ x. E mũ x mà nhân e mũ x thì chúng ta sẽ viết thành e mũ 2x trừ e mũ x. Tức là chúng ta sẽ lấy hai số mũ cộng với nhau, x cộng x là bằng 2x. Vậy lúc này ta sẽ có nguyên hàm của hàm fx sẽ chính là nguyên hàm của hàm e mũ 2x trừ đi nguyên hàm của hàm e mũ x. Và chúng ta cũng có công thức tính cho e mũ kx, nguyên hàm của hàm e mũ kx. Trong trường hợp này nó sẽ bằng e mũ kx chia k và cộng thêm c. Vì vậy ta sẽ thu được là e mũ 2x chia 2 trừ đi e mũ x và cộng thêm c. Và đây chính là đáp số cuối cùng. Chúng ta sang câu D. Cho hàm fx được tính bằng e mũ x nhân 2 cộng với e mũ trừ x chia cho cos bình phương x. Thì ở đây chúng ta có, đây là dạng tích của hai hàm, vì vậy chúng ta cũng sẽ phải thực hiện là nhân phá ngoặc để chúng ta đưa về dạng tổng hiệu. Ta có e mũ x, bây giờ chúng ta cũng thực hiện là phép toán nhân phá ngoặc. Thì ta sẽ lấy e mũ x nhân 2 và ta lấy e mũ x nhân với e mũ trừ x chia cos bình. Có nghĩa là lúc này chúng ta sẽ thu được kết quả sẽ là e mũ x mà nhân với 2 thì ta thu được là 2 e mũ x cộng với e mũ x mà nhân với e mũ x nhân e mũ trừ x chia cho cos bình phương x. Như vậy ta có e mũ x nhân với e mũ trừ x, e mũ x nhân e mũ trừ x thì chính là e mũ x cộng với âm x, tức là thành e mũ 0. Mà e mũ 0 thì bằng 1. Vì vậy lúc này chúng ta sẽ có bằng 2 nhân e mũ x cộng với 1 chia cos bình phương x. Nói cách khác lúc này là nguyên hàm của hàm fx sẽ được tính bằng nguyên hàm của 2 e mũ x cộng với nguyên hàm của, ở đây chúng ta có 2 là hằng số cho nên chúng ta có thể bỏ ra ngoài dấu nguyên hàm. Tại vị trí dấu cộng thì chúng ta sẽ tách thành hai nguyên hàm thành phần. Và đây chúng ta sẽ sử dụng bảng nguyên hàm. Nguyên hàm của e mũ x là e mũ x. Nguyên hàm của 1 trên cos bình thì chính là tan x. Và ta cộng thêm c. Đây chính là đáp số cuối cùng.